Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin nuôi binh 3 năm, dụng binh 1 giờ, nhóm điệp viên có âm mưu tạo phản ra sao. Thời mà ông Tổng đấu với ông Ba Dũng thì ông Tổng không xem ông Chính là đối thủ mà chỉ là một anh chàng lính lát của đối thủ không đáng quan tâm. Nếu ông Tổng mà biết ông thủ phạm ghê gớm đến như hiện nay thì ông đã ra tay ngăn ông Tô Hy Dứa kéo Đồng Hương về ban bí thư nắm giữ chức trưởng ban tổ chức trung ương từ khi đó rồi. Ông Tô Hy Dứa có quan hệ với ông Phạm Minh Chính vì nhóm lợi ích địa phương này. Ông Dứa muốn xây dựng cho thế hệ Thanh Hóa của ông thành một thế lực lớn mạnh, mà muốn được như vậy thì phải nâng đỡ người có triển vọng nhất. Đấy chính là ông Phạm Minh Chính. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính từng nắm cục trưởng cục tình báo kinh tế của Bộ Công an Việt Nam. Ông Phạm Minh Chính vốn xuất thân từ tướng công an, làm việc bên ngành tình báo của Bộ Công an Việt Nam. Thời kỳ làm ở Bộ Công an, ông Phạm Minh Chính được ông Nguyễn Tấn Dũng và Lê Hồng Anh chiếu cố và nhờ đó mà tiến thân lên rất nhanh. Cũng vì làm trong ngành tình báo nên ông Chính bắt tay với Nguyễn Thanh Nhàn rất nhanh và nhanh chóng biến điệp viên này dường như thành một cánh tay của ông từ khi đó. Vì là người làm trong ngành tình báo nên bao nhiêu năm ông Chính nuôi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn như là một cái tai mắt trong quân đội, không hề mảy may làm cho ông Tổng chú ý. Cho đến khi ông Chính về ban bí thư, ông Tổng cũng không hề phản đối hay ngăn cản gì, vì ông Tổng nghĩ rằng Phạm Minh Chính chỉ đơn giản là thay thế ông Tô Hy Dứa để thực hiện những nhiệm vụ mà ban bí thư giao cho mà thôi. Thời kỳ ông Chính làm ở ban bí thư tỏ ra là một người thuộc hạ có năng lực. Cho mãi đến gần đại hội lần thứ 13, những vận động của ông Chính đã đưa ông nhảy ngang từ ban bí thư qua nắm chính phủ, thì lúc đó đã quá muộn. Khi đó, ông Tổng mới thấy rằng đây là nước cờ mà đối thủ chính trị của ông, Nguyễn Tấn Dũng và Phạm Minh Chính đã tính từ trước đó rất lâu. Và lúc đó, ông Chính mới tỏ ra là một trụ cạnh tranh với đệ tử ruột của ông Tổng, đó là Vương Đình Huệ, để giành chiếc ghế Tổng Bí Thư vào nhiệm kỳ tới. Một nhà phân tích giấu tên cho Thời giáo chúng tôi biết rằng khi ông Chính ở trong ban bí thư, ông Tổng trọng là ông Chính nuôi quân 3 năm để dụng binh 1 giờ cho ngày quyết định. Ngày đó là ngày chiến với ông Vương Đình Huệ giành chiếc ghế thủ tướng và cuối cùng ông Chính đã thắng. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn dường như đã lộ mặt là một điệp viên của Tổng cục 2. Sau cú nhảy ngang từ ban bí thư sang chính phủ thành công, những quân tướng mà ông thủ tướng dần dần đã lộ diện và ông Tổng mới cho điều tra. Và như Thời báo chấm đê đã phân tích, nhân vật đó chính là điệp viên quân đội đội lốt doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Khi ông thủ tướng dùng bà Nhàn, ông biết rằng để hạ được ông thì ông Tổng chỉ có thể tìm cho bằng được bà này, và từ đó khui ra những đầu mối được bà Nhàn chi cho những khoản lại quả khổng lồ, từ khoản buôn bán hàng tỷ đô la tiền vũ khí. Không có bà Nhàn thì dù biết trong lợi ích nhóm của ông thủ có chia chác nhưng không có bằng chứng, đành chịu. Mối quan hệ lợi ích trong Đảng Cộng sản Việt Nam vốn rất chằng chịt. Nhóm Nghệ An hiện nay rất mạnh, ông Vương Đình Huệ là người thủ lĩnh. Tuy nhiên, có người trong nhóm Nghệ An đi nước đôi, vừa nghe ông Huệ vừa là tay chân cho ông thủ tướng, mà nhân vật nước đôi đó là Bộ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Vừa có chân trong chính phủ, vừa có chân trong ban bí thư, không biết bà Trà là người của ai. Người ta đang phân tích và theo dõi về trường hợp này. Bà Nguyễn Thị Thanh Trà bị nghi ngờ là một chính trị gia có nghề, vì bà vẫn sừng sững dù cho Yên Bái vào năm 2016 đã nổ súng, quan chức sát hại lẫn nhau. Đây là hình ảnh bà Phạm Thị Thanh Trà là ai vừa đứng ở ban bí thư lại vừa đứng ở bên chính phủ. Tướng Tư lệnh Quân khu 2 Phùng Sĩ Tấn, giờ làm Phó Tổng Tham mưu trưởng, được cho là người của ông Thủ tướng. Bà Phạm Thị Thanh Nhàn Trà và ông Phùng Sĩ Tấn đều là người có cách loại khỏi vật cản cản đường tiến thân khá giống với nhau. Nó giống cách của dân điệp viên. Không ai dám chắc hai nhân vật này là điệp viên như bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, theo thời gian người ta nghi ngờ, điệp viên lại có xu hướng muốn tiến thêm vị trí cao nhất trong đảng. Nếu đúng như vậy thì Việt Nam lại khá giống với nước Nga. Khi điệp viên KGB nắm ghế tổng thống và thiết lập quanh ông ta một rừng điệp viên để loại bỏ những đối thủ nào thách thức
chiếc ghế của ông ta. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tin động trời, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là điệp viên dưới vỏ bọc doanh nhân. Khi ông Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, chưa bị bắt, vị doanh nhân này đi đến đâu là được quan chức cấp tỉnh cung phụng đến đấy. Và sau khi Vũ Nhôm bị bắt, người ta mới tá hỏa ra là ông Phan Văn Anh Vũ là thượng tá công an. Nghĩa là Phan Văn Anh Vũ là một sĩ quan tình báo đội lốt doanh nhân làm kinh tế. Nói theo ngôn ngữ bình dân thì Phan Văn Anh Vũ là điệp viên thuộc biên chế của Bộ Công an Việt Nam. Việc một điệp viên đội lốt một vai trò xã hội nào đó là nhiệm vụ bình thường của một sĩ quan tình báo. Chỉ có những người trên cao mới ở tại văn phòng và kiểm soát nhân viên của mình đang hoạt động tại các nơi mà họ đã cài vào. Hiện nay, Tổng cục Tình báo Bộ Công an, tức Tổng cục 5, đã bị ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho giải tán từ năm 2018 sau vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Theo thông tin mà Thời báo.de nhận được, thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một con người có vai trò giống như Vũ Nhôm nhưng thuộc biên chế của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng, tức là tình báo quân đội. Về phe phái thì Nguyễn Thị Thanh Nhàn thuộc cánh tay đắc lực của ông Thủ tướng đương nhiệm. Và từ nhiều năm nay, thông qua bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ông Thủ tướng dường như đã điều khiển nhóm lợi ích của bộ thuộc Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng, hành động theo ý bà ta, vì hầu hết quan chức tầm cỡ trong Tổng cục 2 và một số quan chức đầu ngành của Bộ Quốc phòng đều có lợi ích trong các thương vụ mua bán vũ khí với Israel trị giá hàng tỷ đô la. Công ty IC chỉ là công ty bình phong được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lập ra để dường như đánh lừa dư luận. Tuy nhiên, vì là một điệp viên đội lốt nên bà Nhàn đi đến đâu là hợp đồng đến đấy một cách rất dễ dàng, mà những nhà quan sát nhìn bề ngoài không biết tại sao lại như vậy. Dù là ngành có chuyên môn hay không, bà Nhàn nhúng tay vào đều thành công tất cả. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lẽ ra sẽ lập doanh nghiệp không nên hốt hợp đồng khắp nơi như vậy, bởi bà dùng thân phận ngầm để lùa hốt quá nhiều hợp đồng ngoài phạm vi của Bộ Quốc phòng, làm mất miếng ăn của các nhóm lợi ích khác mà gây rắc rối cho chính bản thân bà. Nhiệm vụ của bà Nhàn là kết nối với cơ quan mật vụ nước ngoài để đàm phán mua vũ khí, và chính bà Nhàn được nhóm lợi ích Bộ Quốc phòng ủy quyền để làm giá, ký hợp đồng với bên đối tác, và sau khi hợp đồng được thực hiện, bà Nhàn phân phối lại tiền lãi quả cho nhóm lợi ích mua bán vũ khí của Bộ Quốc phòng. Và số tiền này không phải là ít khi doanh thu của những đợt mua bán vũ khí lên tới hàng tỷ USD. Đây là hình ảnh Nguyễn Thị Thanh Nhàn là cầu nối để các chuyến thăm của một số nhân vật nổi tiếng Israel tới Việt Nam hoặc ngược lại. Vai trò của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là rất lớn, nhờ bà Nhàn móc nối với các đối tác mà ngày 16 tháng 8, cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak mới đến Việt Nam thăm và làm việc. Làm việc với nội dung gì thì chắc không cần nói ra, nhiều người cũng đoán biết được. Được biết, tờ báo Haaretz của Israel cũng đưa tin một phái đoàn Việt Nam sẽ đến Israel vào tháng 9 để xúc tiến thương vụ 500 triệu USD mua hệ thống phòng thủ tên lửa Barak 8 do Israel Industry sản xuất. Vào tháng 9, một phái đoàn cấp cao từ Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ đến thăm Israel vào tháng 9 với tư cách là khách của Israel, nhằm thúc đẩy việc mua 500 triệu USD, 3 trong 8 hệ thống phòng thủ tên lửa Barak của công ty quốc phòng này. Phái đoàn do Phó Tư lệnh Lực lượng Phòng không Không quân và trưởng Lực lượng Phòng không Không quân Việt Nam dẫn đầu. Vào ngày 15 tháng 9, ông Phạm Minh Chính đã ký quyết định số 1072. Đại tá Vũ Hồng Sơn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Phòng không Không quân, đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân của Bộ Quốc phòng. Đây là hình ảnh Việt Nam mua vũ khí của Israel. Hiện nay, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ẩn trốn ở thế lực ông Tổng Bí thư. Và điều đáng nói là bà Nhàn được mật vụ nước ngoài buôn bán vũ khí và cả hệ thống lợi ích nhóm buôn bán vũ khí trong Bộ Quốc phòng luôn luôn bảo vệ. Tuy bà Nhàn bị truy, nhưng vai trò đầu mối thương thuyết đều được bà giải quyết rất thông suốt. Việc thăm thú qua lại và ngã giá hợp đồng mua bán vũ khí giữa Israel và Việt Nam vẫn diễn ra hết sức bình thường, như thể bà chẳng phải trốn đi đâu. Dự là ông Tổng Bí thư hết nhiệm kỳ thì bà Nhàn trở lại vai trò vốn có của bà. Hiện nay bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn
như đang là vốn chung giữa cơ quan mật vụ Israel và Tổng cục 2 của Bộ Quốc phòng Việt Nam, và sẽ khó cho ông Tổng Bí thư tóm được nhân vật trung gian điệp viên ngoại hạng đội lốt doanh nhân này.